Thánh lễ chiều nay chúng ta hiệp ý với các gia đình xin ơn như ý và cầu bình an. Cầu cho linh hồn Daming Maria, Anton, Phêrô, Anna, cầu cho linh hồn Giuse và Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đến đây và mang theo những nỗi niềm, những ước mơ và những lời cầu nguyện, bởi vì cuộc sống của chúng ta nhiều thiếu thốn và lo lắng. Chúng ta khao khát hạnh phúc nhưng đời sống diễn ra hàng ngày thì lại nhiều bất an hơn. Chính vì thế chúng ta tin vào Chúa, Đấng sẽ làm no thỏa tâm hồn của chúng ta. Mà vì vậy chúng ta hân hoan bước vào nhà Chúa, vì chúng ta tin rằng trong ngôi nhà này Chúa đang hiện diện và Ngài trao ban những gì tốt nhất mà Thiên Chúa biết cho mỗi người chúng ta, để chúng ta đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trước hết chúng ta cũng trao cho Chúa cả những lỗi lầm, những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta để xin Ngài tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, Thiên Thần, các thánh và anh chị em. Tôi trước tòa Thiên Chúa, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Trên các tầng trời cho người thiện tâm, Chúa xóa tội trần gian,
xin nhậm lời chúng con cầu thần. Chúa Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ai mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Zacharia. Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đứng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Jerusalem, như người ta khóc than thần Hadad Rimmon ở cánh đồng Merisdo. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ga-lát. Thưa anh em,
nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người. Và Người hỏi các ông rằng: dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng: truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ hai câu hỏi. Người ta nói Thầy là ai? Câu thứ hai, còn anh em nói Thầy là ai? Và dọc dài lịch sử của giáo hội Công giáo hơn 2.000 năm qua, dưới những hình thức khác nhau, cũng nhằm nỗ lực để đặt ra và mời gọi mỗi người trả lời cho hai câu hỏi này. Người ta bảo Thầy là ai? Thế không phải là trong đời sống của chúng ta, trong gia đình mình nghe ông bà này, nghe cha mẹ này, nghe người thân quen nói Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu, hướng dẫn về đời sống của chúng ta là Công giáo như thế nào. Mỗi Chúa Nhật trong thánh lễ này, anh chị em và các bạn ngồi đây để nghe linh mục nói cho chúng ta về Chúa Giêsu đấy. Cho nên tôi nói rằng dọc dài 2.000 năm qua, này giáo hội nỗ lực để nói với chúng ta Chúa Giêsu là ai.
ở trong đời sống của nhân loại và nơi cá nhân mỗi một con người. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở câu hỏi thứ nhất để ta nghe nói về Chúa Giêsu, cho dù rằng ta nghe Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta về Chúa Giêsu đi chăng nữa, mà chỉ dừng lại ở câu hỏi thứ nhất này, thì không lạ gì ta nhìn chung quanh và khiêm tốn nhìn lại chính mình, ta khám phá ra rằng tại làm sao mà tôi tin vào Chúa từ lâu lắm rồi, tại làm sao mà tôi đến với Chúa thường xuyên trong các ngày Chúa Nhật, mà cuộc đời của tôi có gì khác đâu, mà cuộc sống của tôi có hơn gì những anh chị em không biết Chúa và không đến với Chúa đâu. Nếu chỉ dừng lại câu hỏi thứ nhất, là bởi vì niềm tin Công giáo là một sự gặp gỡ với một Thiên Chúa đã trở thành người và mang một tên gọi, đã đồng hành và sống giữa chúng ta, một Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, mà vì thế cho nên cuộc gặp gỡ với một con người không chỉ dừng lại ở cái nghe người ta nói. Cũng như thỉnh thoảng tôi nghe có những ông bố và bà mẹ than phiền, bảo con nó chẳng chịu lấy vợ gì hết, gần 40 rồi, giới thiệu nó nhiều nơi xứng đáng lắm, nó nghe nghe rồi nó cười nó bỏ đi. Tôi nói đúng rồi, nó bỏ đi là đúng rồi, nó ở lại với nguy hiểm. Thế họ sừng cô hỏi tôi sao vậy cha, nói là bởi vì người ta không lấy vợ vì nghe bố nói, mẹ nói và nghe bạn bè nói. Người ta không lấy vợ như là người ta đi mua một món hàng để nhìn những thông tin về những chất liệu trong món hàng đó như thế nào, mà người ta đón nhận một con người, cho nên những thông tin nghe nói về con người đó là điều đúng, nhưng nó chỉ là những thông tin thôi, còn người ta chỉ có thể cảm nhận được và đồng thời dấn thân để sống trọn vẹn và hy sinh cho con người đó khi chính họ kinh nghiệm được rõ ràng, và để dẫn đến một xác quyết rằng với con người này tôi không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, và lúc đó người ta mới bước vào đời sống hôn nhân. Người ta chỉ bước vào đời sống hôn nhân khi bản thân họ có một niềm xác tín: tôi không thể sống thiếu người này. Cho nên câu hỏi thứ hai là quan trọng. Câu hỏi thứ hai mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em nói thầy là ai? Có nghĩa là phải kinh nghiệm của bản thân, từ một câu hỏi, một câu trả lời đến từ cộng đoàn, đến từ giáo hội, đến từ ở bên ngoài, đến một câu trả lời nó phát xuất từ chính con tim và cuộc sống của con người đó. Mối quan hệ của con người là như vậy. Người ta không thể tin và đồng thời dễ dàng bước theo một ai chỉ nghe nói nếu bản thân họ không gặp gỡ, tiếp xúc để rồi một sự tin tưởng hoàn toàn và dẫn bước theo. Và câu hỏi thứ hai này đối với những người trẻ ngày hôm nay là điều rất cần thiết, là bởi vì chúng ta sống trong một môi trường mà dường như mà niềm tin tôn giáo nó là một cái gì xa lạ, một đời sống đạo nó là một điều mà đôi khi làm cho chúng ta ngại ngùng mắc cỡ đối với bạn bè chung quanh. Bởi vì trời ơi, tưởng gì chứ, trẻ trung nó học hành nó bằng cấp như thế vậy mà lại thế còn ráng giữ đạo đó, chuyện xưa quá rồi.
Niềm tin tôn giáo của chúng ta chỉ đứng vững đối với những người trẻ khi chúng ta có một sắc tín cá nhân vào Chúa Giêsu. Khi chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta, thì ta mới có thể vượt qua được. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay Ngài nói với đám đông cũng như nói với chúng ta: ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày. Như thế niềm tin công giáo là một lối sống chứ không phải chỉ là một danh xưng. Một danh xưng là người công giáo, không, là một lối sống, một lối sống riêng biệt. Và có thể nói được rằng kể từ khi Chúa Giêsu Ngài công bố và Ngài sống cái điều mà chúng ta vừa nghe, con người sẽ phải trải qua đau khổ, chịu người ta biệt phái luật sĩ đánh đập, giết chết và ngày thứ ba sống lại, thì thế giới không còn như cũ nữa. Một thế giới đã có những con người bước theo Chúa Giêsu và làm thay đổi hoàn toàn. Nói như vậy là bởi vì nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử, thế anh chị nào mà học bác sĩ thì phải, cái sự khai sinh ra những bệnh viện khởi đi từ tại châu Âu và lan tỏa nhiều nơi khác, thì cái từ ngữ bệnh viện đó nó phát xuất từ từ liên đới ở trong Kitô giáo để diễn tả một sự liên đới với những người đau bệnh khác. Trường học cũng vậy. Sự hiện diện của các trường đại học tại châu Âu nó cũng là một nỗ lực cho một lối sống công giáo, để muốn nói lên rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và đều có cơ hội để đón nhận một nền giáo dục xứng hợp với phẩm giá của con người. Nên không lạ gì ngày hôm nay là tất cả những cái trường đại học lớn trên thế giới là đều là những trường công giáo. Ngay ở Nhật, chưa đầy 2% dân số, nhưng mà trường đại học lớn nhất của Nhật và danh tiếng thế giới đó là một trường đại học của dòng tên, các cha dòng tên phụ trách. Assumption của Thái Lan cũng thế. Một nét sống, nó là một tác động rất lớn. Mẹ Teresa Canquita, một linh mục Maximilian Kolbe ở trong trại tù Đức Quốc xã chết thay cho người bạn tù của mình. Nó là một tác động, cho nên khi Đức Giêsu Kitô bằng Ngài nói cái con đường mà Ngài đi đó là con đường vác thấm thánh giá đi theo Ngài, nó hoàn toàn thay đổi lối sống của con người và đồng thời mời gọi người công giáo mang lấy một nét sống của mình rất riêng biệt. Thế mà ngày hôm nay có những người trẻ bị cám dỗ cái sống đời sống niềm tin công giáo như thể nó là những khoảnh khắc nhất định trong tuần tại nhà thờ này rồi thôi, cũng như ta bước vào một ngôi nhà nào đó, ta để đôi giày và đôi dép bên ngoài và ta bước vào thì cũng như vậy. Ta ra khỏi nhà thờ này là ta để lại niềm tin và lối sống của chúng ta ở lại trong nhà thờ này, còn ta mang một lối sống hoàn toàn khác. Chúa Giêsu nói với chúng ta: ai muốn theo ta thì hãy vác thánh giá mỗi ngày. Một lối sống riêng biệt, một lối sống không phải Ngài mong muốn chúng ta khổ đau, Ngài thích đau khổ, mà đó là một lối sống của tình yêu đích thật. Bởi vì tình yêu đích thật là gì? Tình yêu đích thật là khao khát và mong muốn điều tốt cho người khác. Cho nên nếu Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa đó
phải khao khát và mong muốn điều tốt đẹp cho con người. Nếu Thiên Chúa chỉ là tình yêu thì Thiên Chúa đó phải trao ban trọn vẹn những gì tốt nhất của Ngài cho chúng ta. Chính vì vậy, hình ảnh nổi bật của niềm tin Công giáo đó là một Thiên Chúa đóng đinh trên cây thánh giá. Một Thiên Chúa đóng đinh trên cây thánh giá đó không phải là một hình ảnh khổ đau và thất bại, mà một Thiên Chúa đóng đinh trên cây thánh giá để muốn nói với chúng ta một tình yêu đích thật là một tình yêu phải từ bỏ chính mình mà mang lấy thập giá, là từ bỏ chính mình để có thể sống cho người khác. Chúng ta được nghe nói cái cuộc sống hạnh phúc đó không phải là từ bỏ mình, mà là hãy sống theo như mình mong muốn, hãy làm tất cả những gì mình thích và hãy hưởng thụ tất cả những gì mà mình chờ đợi. Thế không phải là nói đến người khác mà đến tôi. Cá nhân chủ nghĩa là như vậy. Cá nhân chủ nghĩa có nghĩa là chỉ nhìn thấy tôi và chỉ thỏa mãn những cái gì của tôi thôi. Cho nên không lạ gì có những hành động hy sinh rất âm thầm của người khác, nhưng người ta lại không thấy, mà người ta dễ dàng thấy những lỗi lầm và khuyết điểm của nhau. Người ta dễ dàng thấy những lỗi lầm khuyết điểm của nhau là bởi vì người ta sống một lối sống cá nhân chủ nghĩa. Người ta chỉ nhìn thấy chính họ mà không nhìn thấy những nỗ lực âm thầm và hy sinh của người khác. Cho nên tình yêu đích thật đó là một tình yêu của thánh giá, đó là một tình yêu quên mình để sống cho người khác. Một tình yêu sống cho người khác như vậy, người chồng quên mình để sống cho vợ, và người vợ quên mình để sống cho chồng, và con cái quên mình để sống cho cha mẹ, cha mẹ cũng quên mình để sống cho con cái. Thì một cuộc sống như thế, quên mình để sống cho người khác, để nỗ lực vì điều tốt cho người khác, luôn luôn ở nơi đó có dáng dấp của những đau khổ và hy sinh, có dáng dấp của thập giá. Như những đau khổ, hy sinh và thập giá phát xuất từ tình yêu, nó đem lại sự sống và hạnh phúc cho chúng ta. Chỉ có những đau khổ và thập giá phát xuất từ tội lỗi, từ sự ích kỷ, từ sự gian ác của lòng người mới đem đến sự chết và bất an căng thẳng cho đời người. Chứ còn những đau khổ và thập giá phát xuất từ tình yêu đều dẫn đến hạnh phúc và bình an cho cuộc sống của chúng ta. Như thế thì thưa anh chị em và các bạn, câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cũng mời gọi đó là một câu trả lời của mỗi người chúng ta. Không ai trả lời thay cho ai được hết, bởi vì đó là một cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa. Và chỉ có những cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa thì mới làm nên câu trả lời riêng tư và cá nhân, cũng như cuộc gặp gỡ của anh chị em với nhau. Chính mỗi ngày mà làm nên một sự gắn bó thân tình hay là lạnh lùng xa cách. Chính cuộc gặp gỡ mỗi ngày với Chúa trong cầu nguyện, như Thánh Luca đã diễn tả, khác với lại Marco và Matthew, khi mà trình bày về câu hỏi của Chúa Giêsu thì câu Chúa Giêsu đặt ra ở tại một cái vị trí địa lý, đó là Cesare Philippe. Còn Thánh Luca thì ghi nhận rằng đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện một mình và các môn đệ ở chung quanh thì Ngài đặt câu hỏi. Có nghĩa là một câu trả lời thật sự của chúng ta: Đức Giêsu là gì đối với anh chị em? Câu hỏi đó nó không được diễn ra ở bên ngoài, mà nó phải phát xuất từ không gian của tâm hồn, từ không gian của cầu nguyện. Và chính trong một tâm hồn, cái không gian cầu nguyện đó mà người ta mới có được một câu trả lời chính xác để dẫn đến một lối sống cụ thể,
một lối sống mà Chúa Giêsu mời gọi, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Như vậy thì mỗi thánh lễ ngày Chúa Nhật này, tôi biết anh chị em và các bạn để đến thánh lễ chiều Chúa Nhật này cũng là một hy sinh đấy, cũng là một nỗ lực. Thế thì ta đừng để những hy sinh và nỗ lực của một tiếng đồng hồ này phí phạm bằng cách ta ở hiện diện một nơi chốn nào đó cho nó xong, ở một cái không gian gọi là không gian của giáo xứ, mà ta không có một cái không gian của tâm hồn, của cầu nguyện, của gặp gỡ Chúa trong chính thánh lễ. Chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa và ta có một không gian của tâm hồn để gặp gỡ Chúa, thì ta mới thấy được mỗi ngày, mỗi Chúa Nhật sẽ làm nên một cuộc biến đổi để trở thành một lối sống, một lối sống mà người đời chờ đợi, một lối sống của tình yêu hiến thân, một lối sống đi tìm kiếm những giá trị tâm linh giữa một thế giới đề cao vật chất. Xin mời anh chị em đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, chị em thân mến. Thiên Chúa Cha đã sai con một của người là Đức Giêsu đến trần gian để chuộc tội cho nhân loại. Với lòng tri ân sâu xa cùng niềm sắc tín như Thánh Phêrô, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin. Hội thánh được thiết lập để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị mục tử trong hội thánh luôn kết hợp mật thiết với Thầy Chí Thánh, được tình yêu cứu độ của Người ủi an nâng đỡ, để luôn can đảm và trung thành thực thi sứ vụ Chúa trao. Đấng cứu thế phải chịu nhiều đau khổ và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, luôn nhận ra ý nghĩa của con đường thập giá, để họ thêm tin tưởng và bình an đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Phêrô tuyên xưng rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn xác tín Đức Kitô là Đấng cứu thế duy nhất của nhân loại, và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin ấy trong cuộc sống qua việc trung thành thực thi những đòi hỏi của tin mừng. Chúa phán: Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn can đảm bước theo Chúa Kitô qua những hy sinh cố gắng trong cuộc sống và tận tâm chu toàn bổn phận hằng ngày. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đến với Chúa bằng con đường hy sinh thập giá của con một Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn vững lòng bước đi trên con đường Chúa mời gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần, lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến những người chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện và các linh hồn Daming Maria, Anton, Phêrô, Anna, Giuse và Teresa, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh.
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tạ ơn Cha đã tỏ lộ tình yêu cho chúng con. Tạ ơn Cha đã ban Người Con của Ngài cho chúng con để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cách cụ thể. Tâm tình tạ ơn đó chúng ta hãy dâng lên bằng chính lời kinh nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay thức hàng ngày, và tha nợ chúng con, chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chị em chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Kính mời cộng đoàn đứng và đọc kinh Năm Thánh lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Chúa Cha trên trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em và các bạn, hôm tối thứ sáu vừa rồi, ngày 17 tháng 6 lúc 7 giờ tối, chúng tôi đã khai giảng lớp giáo lý dự tòng. Có gần 40 người tham dự lớp giáo lý. Anh chị em nào muốn tham dự vẫn có thể ghi danh trong tuần này, tuần học 2 ngày thứ 2 và thứ 6. Đồng thời ngày thứ 4 trong tuần này 22 tháng 6 cũng lúc 7 giờ tối, chúng tôi sẽ khai giảng lớp giáo lý hôn nhân, không chỉ dành cho những bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, nhưng còn dành cho những bạn trẻ có một hướng đến tương lai, 1, 2 hoặc 3 năm nữa kết hôn, vẫn có thể tham dự lớp giáo lý hôn nhân này.
Những ai tham dự xin ghi danh ở tại văn phòng giáo xứ hoặc có mặt vào thứ tư này buổi 7 giờ tối mỗi tuần học một ngày thứ tư. Và những hàng ghế trên này không dành cho ai hết, dành cho anh chị em và các bạn tham dự thánh lễ. Cho nên là đừng ngại ngùng, chúng ta cứ việc ngồi tất cả những cái hàng ghế trong nhà thờ này. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.